gửi người đàn ông em yêu. Cái rét giá lạnh của mùa đông làm trái tim em như đông cứng. Cho dù em có mặc bao nhiêu chiếc áo ủ ấm cho cơ thể, cũng không làm bớt phần nào trái tim băng giá này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà không nỡ nhắc nhở em rằng mùa đông lại đến. Đã bao lâu rồi em sống trong sự bần thần, vô nghĩ, mặc kệ đường đời đưa đẩy thế nào em cũng chấp nhận. Em đã từng nói nếu một ngày em không nhìn thấy anh, có lẽ em sẽ không sống nổi. Nhưng cũng 7 năm rồi em sống thiếu anh. Cũng đã 7 năm rồi em đã quên đi sự tồn tại của anh. Nhưng những ký ức đẹp đẽ nhất của hai ta không thể nào phai mờ được trong tâm trí em. Em đã từng trách anh, hận anh, sao có thể nỡ làm tổn thương trái tim bé nhỏ này. Người ta hỏi em rằng có đáng không? Không, anh không đáng để em hao phí thứ tình cảm này. Anh không đáng để em phải rơi nước mắt. Không đáng để bỏ mất cái tuổi xuân. Anh à, thời gian thay đổi, em cũng thay đổi. Không còn là cô bé ngây thơ ngày nào cũng lẹo đẽo làm đũng với anh nữa. Có lẽ sau mỗi lần gục ngã đã khiến em trưởng thành mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có mạnh mẽ, vững chắc với một trái tim sắt đá đi chăng nữa, khi đứng giữa căn phòng nhỏ bé này, lý trí cuối cùng cũng không thể đánh bại được cảm xúc. Đã từng là căn phòng tổ ấm của em và anh. Đã từng là nơi ấm cúng tràn ngập tiếng cười. Mà nay căn phòng này bỗng sao lạnh lẽo đến vậy. Không còn hình ảnh rực rỡ tràn đầy sức sống như trong tâm trí em. Căn phòng trở nên già nua, cũ kỹ. Em vẫn ngồi tựa nơi này, qua cánh cửa kính trắng xóa. Làn mưa bụi như hòa cùng làn sương sớm khiến tầm mắt em chỉ hiện một màu trắng xóa, tựa như con đường mà em đang chọn cũng mù mịt như vậy. Trong vô thức, đôi bàn tay gầy gò yếu đuối đang dần hé mở cánh cửa cũ kỹ. Làn mưa bụi bỗng tạt vào khuôn mặt nhỏ bé của em, rát làm anh ngạ. Nhưng có phải làn mưa bụi ấy đang an ủi che chở em không? Mà sao chúng như thấm dần, hòa cùng những giọt lệ đang tràn trên gương mặt đáng thương của em. Cơn gió mùa đông bắc thổi về phía căn phòng, làm xáo trộn đồ đạc. Tiếng chuông gió như ngân cùng tiếng gió. Gió luồn qua khe tóc em, lạnh thấu xương, khiến trí óc của em bừng tỉnh lại. Dường như em được tỉnh lại sau giấc mộng. Sau bao ngày thẫn thờ, có lẽ em được làm chính em một lần nữa. Anh biết không, trong căn phòng nhỏ bé này, bỗng bao nhiêu ký ức tràn về trong tâm trí em. Chưa bao giờ em khao khát được nằm trong vòng tay anh như lúc này. Nỗi cô đơn mệt mỏi sau bao ngày đeo chiếc mặt nạ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khiến em mệt mỏi. Em muốn được yếu đuối một lần nữa, muốn được khóc trên bờ vai ấm áp của anh một lần nữa. Bờ vai này sẽ vì em mà chắn mưa, chắn gió. Bàn tay này sẽ bảo vệ em suốt đời. Đôi chân này sẽ cùng em đến tận chân trời. Hơi thở này sẽ mãi bên em, miễn là anh còn sống. Từng là câu nói khiến em hạnh phúc, mà nay chỉ là những giọt lệ lăn trên khóe mắt, khiến em đau đớn. Nếu ngày đó, anh thẳng thắn nói với em rằng, anh xin lỗi, anh yêu cô ấy, thì có lẽ em sẵn sàng lùi về sau và không hoài phí cả tuổi xuân để chờ anh trong vô vọng. Anh biết rõ em là người ghét chờ đợi mà. Nhưng người đó là anh, là người đàn ông em yêu, nên em sẵn sàng bỏ cả thanh xuân để chờ anh. Nhưng đổi lại em nhận lại được gì? Sự áy náy qua lời xin lỗi, thương xót cho một kẻ ngốc nghếch. Phải đấy, vì quá ngốc nên em mới bỏ lỡ quãng thời gian đẹp nhất mà tin vào thời gian có thể thay đổi tình cảm của một người. Đúng là thời gian khiến lòng người thay đổi, nhưng không thể khiến anh sẽ yêu em. Ngày anh đi, không để lại cho em một lời. Rồi đến một ngày, anh bỗng gọi điện cho em, hỏi em mẫu váy nào đẹp, kiểu nhẫn nào đẹp, rồi nhắn nhủ khi về nước sẽ mang đến cho em một bất ngờ. Em đã nghĩ rằng, phải chăng mình sẽ là cô dâu, anh là chú rể, hai ta cùng nhau tiến vào lễ đường. Em nghĩ rằng, mình sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng em đã lầm. Hóa ra em chính là kẻ đáng thương nhất. 7 năm yêu anh, 4 năm chờ anh cũng không thể đổi lấy một lời yêu. Ngày hôm đó, em nhận được bức ảnh cưới của anh với người phụ nữ khác.
Hai người rất hạnh phúc. Mắt em cứ mở dần, nước mắt rơi xuống từ khi nào em cũng chẳng rõ. Có lẽ ngay từ đầu, yêu anh là lựa chọn sai lầm. Vốn dĩ trong cuộc tình này, em là đạo diễn, là người viết kịch bản, đồng thời là diễn viên. Còn anh chỉ là người vô tình lướt qua nhập vào vai diễn cùng em. Nhưng cái kết không hạnh phúc như em mong muốn. Lẽ nào là duyên phận sắp đặt hai ta đến với nhau, nhưng không ban cho ta chút phúc nào? Có lẽ hai ta chỉ có duyên chứ không có phận. Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của con người, là quãng thời gian của mối tình còn ngây ngô mới chớm nở, bình dị mà sâu lắng. Nhưng thanh xuân của em là vòng tuần hoàn khép kín trong chờ đợi, là quãng thời gian cô đơn tủi nhục nhất, một mình em bơ vơ chống chọi giữa làn sóng nguy hiểm của xã hội. Nhưng em vẫn cố chấp kiên trì chờ đợi anh, mặc kệ thanh xuân trôi đi mau chóng, ngu ngốc bỏ lỡ tuổi xuân một cách uổng phí để rồi nhận lại lời xin lỗi muộn màng. Bưu điện phát thanh đã gửi cho em bức thư vào tháng trước, nhưng nội dung ngày tháng đã ghi từ năm ngoái. Trong thư rất dài, em cũng không đọc hết, chỉ biết dòng cuối anh ghi hai chữ: xin lỗi. Chỉ một câu xin lỗi là có thể bù lại thanh xuân của em ư? Chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ qua tháng năm em chờ đợi anh ư? Quá muộn rồi, anh khiến em rất thất vọng. Điều em hối tiếc nhất lúc này không phải là quá yêu anh, mà là đã đánh mất quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Nó được gọi là thanh xuân. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.